Chào tất cả anh em. Ok và trong clip ngắn ở đây mình sẽ biết nhanh cho mọi người một chút về Bitcoin nhé. Cũng như là cập nhật cho mọi người một số altcoin để có thể tham khảo trên lướt trong khoảng thời gian một vài ngày tới đó anh em. Như thường lệ thôi anh em cảm thấy clip của mình hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là sắp qua kênh YouTube với những bật thông báo đây nhá để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này và mọi người nhớ join vào trong channel Telegram đặc biệt trên đảng Twitter của mình ạ trên đó thì mình hỗ trợ cho mọi người côn kèo hoàn toàn free trong gần 2 năm vừa qua nha anh em ok quay trở lại đấu cả thị trường đi mình sẽ nhận định nhanh cho mọi người một chút Bitcoin nhé các cái thông tin tin tức bên ngoài địa trường hiện tại thì ra gần đây á, thì chủ yếu nổi bật đó là cái việc là tổng thống Joe Biden cũng đã ký quyết định thông qua cái việc nợ trần của Mỹ cho đến tận năm 2025 cho nên thời điểm hiện tại đây thì về phút chính phủ Mỹ vỡ nợ coi như chúng ta đã xóa bỏ được rồi đó anh chị em có nghĩa là chúng ta không cần phải lo lắng nhiều quá về vấn đề đó nữa còn về các vấn đề như là on chain thì sao ở trên thời gian gần đây mọi người thì là check ở trên bit ấy, thì vẫn thấy một số địa chỉ về họ vẫn đang gom Bitcoin nha anh chị em và vẫn đang thấy chuyển vào trong ví và chưa có động thái chuyển ra đó. Mình chỉ ví dụ đối với cả một địa chỉ ví này đi cũng mới tạo thôi, 32 000 BTC đó, tạo ngày bao nhiêu anh chị em mùng 8 tháng 5 năm 2023 vừa qua đó. Và chúng ta thấy rằng cái lệnh gần đây nhất họ gửi vào trong nền tảng ví này đó là 7.200 Bitcoin với giá trung bình khoảng tầm 27.186 đô la và hiện tại đây thì với giá như vậy họ vẫn đang lỗ và số lượng ví này hiện tại đang nắm giữ bitcoin ấy, thì cũng rất là lớn luôn họ gửi từ ngày mùng 10 tháng 5 cho đến thời điểm hiện tại đây và cái ví này vẫn chưa có động thái chuyển ra hầu như chúng ta thấy rằng là những cái động thái gửi vào là để tích lũy còn nếu mà chuyển ra hoặc là rút lên các sản sách hoặc là OTC nói chung có động thái chuyển ra thì đa phần chúng ta sẽ dự đoán đó là sẽ có động thái bán hàng đó nếu mà chúng ta nhìn là trên biểu đồ chạy của Bitcoin thì sao? Vừa rồi mình sâu qua cho người xem đúng không? Một cái plan mình có vẽ ngắn qua cho mọi người đó. Hôm trước thì Bitcoin ở cái vùng khoảng tầm 26.000x, mình có view cho mọi người lên 30.000. Hiện tại cái view này mình vẫn chưa thay đổi nha anh chị em nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại nếu mà nhìn là trên quát 4 cũng như là chung khung ngày đó bitcoin đang ở một cái xu hướng này xem nhìn chưa đang ở một cái xu hướng giảm và đang bó hẹp lại cái chu kỳ sideways của nó đó thời gian vừa qua thì nếu mọi người nhìn để ý một chút ấy, thì bitcoin sẽ có cái vùng sideways giật từ khoảng 26.000 cho đến khoảng tầm 27.200 gì đó đó là cái vùng bitcoin sideways thì nếu mà anh chị chúng ta chết trong một vài ngày tới thì mình có thể chết trong đoạn đó được có nghĩa là bitcoin cứ giảm xung quanh vùng khoảng tầm 26.300 cho đến khoảng 26.500 thì mọi người sẽ thực hiện lệnh buy vào vào SL luôn là khoảng tầm 25 900 gì đó. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta có thể là bán xuống khi mà Bitcoin lên trên này. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm thị trường nha anh em. Gần đây nhất thì có một cái dữ liệu on trên này, muốn sâu qua cho mọi người xem nó anh em. Đó là dữ liệu này thì thấy rằng các nhà đầu tư ngắn hạn đó Họ đang mua và tích lũy Bitcoin quanh khoảng, khoảng cái vùng 26.358 đô la đến khoảng 27.167 đô la. Và cái vùng này đây hiện tại vẫn chưa có thể break out qua được. Cho nên chúng ta có thể tham khảo cái vùng trend này. Chính là cái vùng mà hiện tại các cái địa chỉ ví anh em nhé. Thời gian vừa qua mình cầm lại cho mọi người rất là nhiều thông tin địa chỉ ví mà lớn hơn 0.1 bit hoặc lớn hơn 1 bit, thậm chí là 10 bit anh em Thì họ vẫn đang tích lũy Bitcoin đúng không? những nhà đầu tư đó là những nhà đầu tư ngắn hạn Những địa chỉ vì ngắn hạn họ vẫn đang tích lũy bitcoin với mong muốn một cái chu kỳ có thể bitcoin phục lên khoảng tầm 30.000 gì đó thì lúc đó chúng ta khả năng mới có thể là thấy rằng là cái tồn tại áp lực bán đó. còn những ngày gần đây chúng ta thấy rằng là tại sao khi mà bitcoin cứ tăng lên khoảng tầm 27.000 mươi bảy thì lại giảm xuống thì có một cái thông tin nữa liên quan đến on trend đó. mình cũng đã kể cho một người trước đó rồi cũng biết là chỗ nào ta ok nói chung là liên quan đến thợ đào anh em nhé thì thợ đào thời gian gần đây họ vẫn đang có cái dấu hiệu bán bitcoin bán bitcoin này thì cũng là đương nhiên thôi anh em thứ nhất là họ cũng sẽ cần phải chi trả cho chi phí điện này và nhân công và mọi thứ luôn anh em máy móc đó thì họ sẽ cần phải chi trả cho nên họ sẽ cần phải bán bitcoin ra và cái khối lượng thời nào họ bán ra thì vẫn đang có tuy nhiên thì có cái dấu hiệu mình có cập nhật cho mọi người rồi cái điều còn được vài ngày đó nhưng mà mình lại quên không biết là mình để chỗ nào đó thì chúng thấy rằng là các cái thợ nào hiện tại thì cái áp lực bán nói chung là nó không lớn như thời gian trước đây nữa cái vụ sụp đổ của Luna đó nếu mọi người nhìn thấy rằng là Bitcoin sideways quanh khoảng trước đây là khoảng từ 17 đến 15 nghìn nói em chúng ta sẽ thấy rằng là sideways một đoạn như vậy đúng không vẫn có chu kỳ tăng trưởng đấy khoảng tầm 18 nghìn sau đó lại test lại khoảng tầm 16 nghìn gì đó thì uh, khi mà cái thông tin hút bên ngoài thị trường rất là lớn ấy, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng nhá on trên ấy thì cá voi vẫn đang gom hàng đúng không mình cũng đã update cho mọi người một số thông tin như vậy và ngắn hạn cũng đã như thế rồi và mọi người check thêm giúp mình nhé bởi vì hiện tại cái, cái giọng của mình nó không được tốt ấy. mình hơi mệt cho nên là mình không nói hết và xấu hết cho mọi người được còn là chúng ta sẽ thấy rằng là đa phần ấy, thì uh, giá của bitcoin vẫn đang xây một cái khoảng từ 26 đến 27 nghìn x nhưng mà phút cũng có luôn phút cũng có rất nhiều phút liên quan đến sàn ghét ngày hôm qua này liên quan đến cj rời bỏ bài đen đấy không giữ chức vụ là ceo nữa cũng là việc bài đen sa thải nhân viên ấy. tất cả những thông tin đó đã được suy đính chính hết rồi nhưng mà chúng ta cứ yên tâm đi mình sẽ nghĩ rằng chu kỳ này cũng khá là giống đối với cả chu kỳ uh, bitcoin sẽ quay khoảng từ 15 đến 17 nghìn đó có nghĩa là mình vẫn đang kỳ vọng ngắn hạn bitcoin có thể lên được cái vùng 30 nghìn đã đó trước tiên như thế anh chị em lưu ý cho mình nhé và đây sẽ là cái vùng mình sideways mình vẽ cho mọi người ở một cái khung rất là hẹp đây anh chị em đó nếu mọi người sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ có cái khoảng từ 26.500 gì đó cho đến khoảng tầm 27.000 và mình nghĩ là một vài ngày tới thì khả năng sẽ có một cái sóng break thôi đó thì mọi người sẽ cần phải lưu ý giúp mình nhưng mà mình nghĩ rằng chắc phải đến tháng 7, tháng 8 gì đó cơ có thể nó sẽ kéo dài sẽ quay đến tận khoảng thời gian một vài tháng nữa nó vẫn đang sẽ quay trong khoảng thời gian tháng 6 đây mình có một cái kỳ vọng nó là tháng 6 tăng trưởng đến 30.000 đúng không bởi vì đi tốt đến từ thị trường Á đó như là Hồng Kông mở cửa đó nhưng mà mọi người an tâm nhé khi mà Bitcoin sẽ quay thì vẫn đang có dòng tiền và một số ăn coi mà đúng không thời gian vừa qua chúng ta cũng ăn được rất là nhiều kèo đặc biệt là con Ki được hai này con Lina được x gần ba lần đúng không mình biết là một số anh em chúng ta cũng đã chốt gốc và cũng đang gồng lời. Hiện tại hai con đó thì cũng đã giảm rồi. Mình cũng đã khuyên anh em chúng ta cũng đã chốt gốc và cũng đã chốt hết hầu như được chốt bớt rất là nhiều rồi đó. Thì trên nền tảng truy của mình vẫn đang côn cho một người hàng ngày đó anh em. Một số bạn ấy thì cứ nói mình sâu PNL cái này ra. Thực sự nếu mọi người tham gia và follow mình một khoảng thời gian gần 2 năm vừa qua thì mọi người sẽ thấy thôi và những anh em mà chúng ta người mới ấy, thì mọi người có thể join trong channel telegram mình nhé. hiện tại thì đang có khoảng 8 nghìn mem đó anh em đó hơn 8 nghìn mem đó thì chúng ta có thể hỏi trong đó hiện tại đây thì là cái số lượng mem thực sự và đang online gần 1 nghìn người mình thực sự mình không muốn giải thích gì cả bởi vì mình làm miễn phí cho nên cái việc mà mình sâu ra nhau trước đây thì vẫn còn nguyên trên nền tảng twitter và trên youtube vẫn còn nguyên nhá mọi người xem lại thông tin đó giúp mình kể cả những kèo mít nhưng mà đa phần thì chúng ta cũng rất là ok chúng ta ăn được nhiều kèo hơn đúng không OK. Và Bitcoin thì mình vẫn đang view như vậy nhé. Mọi người lưu ý giúp mình nhé. Bởi vì mình thấy rằng là các địa chỉ ví uh, nắm giữ Bitcoin ngắn hạn uh, đang tăng trưởng. và cũng đang mua. Chúng ta xem lại cái thông tin về altcoin ở đây. Mọi người sẽ thấy rằng này thì sẽ có cụ thể là bao nhiêu này. Hiện tại cụ thể uh, quanh những vùng từ 26 đến 27 nghìn nói gọn gọn như vậy. Uh, thì đang có volume khoảng tầm hơn 1 triệu nó hơn một triệu BTC nhé. Và cái số lượng địa chỉ ví nắm giữ ngắn hạn là khoảng tầm 2,3 triệu address đó là một con số rất là khinh, khinh khủng của anh chị em. Cho nên là cái thông tin này đây thì chúng ta cũng sẽ xem lại chu kỳ cũ ấy. khi khi nào mà thị trường có nhiều phút food thì lúc đó mọi người có thể để vốn bên ngoài và canh Bitcoin nó có một cái cú giật xuống thì chúng ta có thể tham khảo vào lệnh Cái cú giật xuống thì mình nghĩ rằng chắc khả năng là giật xuống thì có thể là giật xuống 25.000x là thôi còn vẫn sẽ có một cái chu kỳ tăng trưởng nhé và khi mà Bitcoin tăng trưởng lên cái vùng 30 000 usd thì những đồng an coin hiện tại chúng ta đang nắm giữ đặc biệt những đồng an coin liên quan đến coin trend ờ, hoặc là những đồng an coin có tin tốt thì vẫn đang tăng trưởng khá là mạnh, ok luôn nhưng mà chúng ta sẽ xem qua một chút về cái dominant của BTC nhé. Đó mà dominant của BTC hiện tại vẫn đang ở quanh vùng 47 và 48% đúng không? Hôm trước có kỳ vọng khoảng tầm 46,9% thì có sóng nhỏ cho một số an thì cũng đã có sóng cho ăn coi Trung Quốc rồi đó anh em. Trung Quốc Hồng Kông đó. Thì hiện tại đây về cái plan ngắn hạn đó mọi người vẫn đang ăn ok mà. Ngày hôm nay mình cô chọn mọi người mới côn lúc trưa thôi có một số đồng coin bên tab BUSD á, mình thấy rằng là dòng tiền nó có đổ vô đó ngắn hạn thì mọi người có thể trade được thì chúng ta cũng ăn nhanh được 10% đối với cả con VGX đúng không? Ngoài ra thì trên trang Twitter của mình cũng đang còn khá là nhiều các cái thông tin khác liên quan đến cái việc đó là update về thị trường cũng như là update về các cái đồng ăn coin cho mọi người trade nói chung chủ yếu trên nền Twitter ấy, thì đa phần là các kèo trade mà thôi nhé. Ok và đó là cái thông tin mình cập nhật cho mọi người về Bitcoin. Còn mình sẽ update cho mọi người tiếp tục về cái đồng ăn coin đi ngày hôm nay chúng ta đón nhận một cái thông tin cũng OK đúng không? thông tin tốt liên quan đến uh, MetaVerse là khả năng thì uh, không phải khả năng thôi buổi tối ngày hôm nay thì uh, Apple uh, họ sẽ ra mắt cái sản phẩm uh, MetaVerse uh, sản phẩm kính thực tế ảo đó. Cho nên một số anh em cũng quan tham khảo và có hỏi mình uh, một số đồng coin liên quan đến MetaVerse thì có côn cho anh em chúng ta tham gia vào cái đồng coin đó là cái đồng uh, SIC đúng không? SeekBI đó, mọi người xem lại thông tin đó trên cả Twitter của mình đây này đó anh xem nhé còn trước đây mình đã có clip riêng để phân tích đồng coin này rồi thậm chí cũng đã côn trong người ăn được x5 x10 đồng coin CVA và thông tin đó vẫn trên YouTube vẫn còn nguyên nhé mọi người nên ngõ vẫn còn thôi OK và chúng ta có thể mua trực tiếp ở trên nền tảng của sàn NBC hoặc là trên OCAC nhé hai nền tảng sàn đó thì đều có thanh khoản OK đối với cả đồng CVA này đây đồng coin này thì thôi về tôi không không còn nói nữa nhé bởi vì phân tích nhiều rồi tiếp theo tức là cái đồng coin nữa đã đồng VGX cho anh em VGX thì vừa rồi nó sóng có một cái sóng tăng rồi anh em sóng tăng 10% rồi thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ vẫn còn một cái sóng nữa mọi người nhìn ở trên công ngày thì sẽ thấy tích lũy khá là khá là gớm của anh cho em đó con này thì cũng được tác bên USDT đó thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ có một cái nhịp đẩy thôi các cái nhịp rông ngắn như vậy để xem phản ứng giá của thị trường đó tất nhiên là sẽ vẫn có nhịp lên nhịp xuống nếu mà có thể canh được thì nó cũng giảm xuống mà có thể mua những ai mà chúng ta vẫn chưa bắt được thì mình nghĩ rằng nó vẫn loanh quanh gần giá côn mà thôi thì có thể TP khoảng từ 10 đến 30 đối với con VGX này đây đó là cái con lâu cá anh xem nhé Voyager đó trước đây về cái thỏa thuận uh, Binance mua lại Voyager đó hiện tại thì con này thuộc bên uh, tab đổi mới của sàn Binance đó và sau khi con, mọi người lưu ý giúp mình nhá, những cái đồng coin mà mình côn cho mọi người trên nền tảng của tab đổi mới đó thì đa phần sẽ là những đồng coin mang tính chất rủi ro cho nên chúng ta nhớ cái SL khi mà mua nha trên còn uh, Metaverse thì chắc chắn rồi có hai con dẫn đầu là con Sen đó rồi Sen thì hai con này chắc chắn là cũng sẽ có sóng và là sóng promo theo mà thôi chứ hiện tại cái thông tin liên quan đến Apple thì hầu như là nó cũng chưa có cái động thái nào đó để có thể nói chung mới nhỉnh lên đúng không anh ít nhất phải có một đồng coin lit trend và bay mạnh thì mới có một, mới trở bớt đó tuy nhiên thì trong nguyện vọng mọi người thì mình vẫn lên cái con ship đó bởi vì cái tràn của nó hiện tại cũng gọi là bùng đáy rồi mọi người mua thì có vùng mua trên trang twitter và có thể cái sl vô nhá còn câu hỏi đó là trend nào thì sẽ bùng nổ trong thời gian tới á mình cũng gọi là dự đoán mà thôi em nhé với cái trend trung quốc thì không phải là nó mới lên một chút và nó dập tắt ngay đâu mọi người có thể để ý lại một số đồng ăn coin trung quốc tuy nhiên thì cái đồng đi nó cũng tăng trưởng khá là mạnh rồi mình cũng không khuyên mọi người có thể là bắt thêm sóng nữa nếu mà thực sự nó có sóng FOMO ấy thì nó sẽ có một số sản phẩm sắp tới khả năng sẽ phát triển hoặc là lốc của nền tảng Nina thì có thể tăng mạnh hơn thời gian vừa qua thì cũng tăng rồi nhưng mà cũng bị nhiều ví cá voi họ xả mạnh quá cho nên cái đồng Nina ấy, thì cũng đã đã bị giảm quá là nhiều đúng không mọi người nhìn thêm biểu đồ chart thì sao Bây đồng này đúng là tăng trưởng bao nhiêu ấy, thì nó giảm bấy nhiêu hiện tại nó về cái mức đó là 0,015 và cái lực này đây thì mình nghĩ rằng nó vẫn có thể xả tiếp nữa có thể là xả tiếp tục về khoảng tầm 0,0125 gì đó nhưng mà cái đồng này thì mình sẽ không côn cho anh em nhé bởi vì chúng ta ăn cái sóng của này từ cái vùng đó là 0,01 đúng không anh em đó và chúng ta ăn gần x3 cơ mà x2 mình côn cho người thoát gốc rồi có những ai chúng ta gồng lời thì cứ gồng bình thường và có nâng SL dương lên thì nói chung mọi người ăn là kéo nó rất là đậm luôn đó là con Nina thì bỏ qua nhá mọi người đã quan tâm đến cả một số đồng bán coi đúng không thì chúng ta đầu tiên để ý giúp mình này mình nghĩ rằng khả năng thời gian tới ấy, thì cái trend liên quan đến Hồng không và Trung Quốc khả năng họ sẽ tạo ra phát hành cái đồng token hoặc một cái dự án mới đó nó sẽ kết hợp giữa AI hoặc là Metaverse đó, để có thể là tạo một cái sóng mạnh hơn nữa cho cái dòng tiền hút vào ở bên nền tảng hoặc là bên các cái cộng đồng bên Hồng Kông, bên châu Á đó. Nói chung sẽ cần tạo nói chung sẽ cần phải tạo một cái sóng trend mạnh một chút nữa. Thời gian vừa qua thì Nina cũng đã tăng trưởng tương đối rồi, nhưng mà khả năng sẽ có thêm một số các sóng khác trên những coin khác nha. Mọi người nhớ follow kênh YouTube của mình và mình có thể update cho mọi người thời gian sắp tới nhé. Ok và mọi người đã quan tâm đến cả một số đồng coi mới đang ôm đúng không? Đầu tiên đó là cái đồng ốp đi. Đồng ốp này thì đợt vừa rồi có lịch trả token rất là, rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái giá của, của cái đồng ốp này thì nó đang về cái vùng 1.3 x đúng không đó là cái vùng hỗ trợ chân line ở trên khung ngày đây mọi người thì xem lại thông tin về đồng ốp ở đây mình cũng đang kỳ vọng nó sẽ có một cái sóng trả lại nhưng mà, mà chúng ta sẽ lưu ý với mình nhé cái này chỉ là biểu đồ chặt để vẽ cho mọi người xem mà thôi thị trường chắc phải là khá là bullish và lên khoảng tầm 37 40.000 thì đồng ốp nó có thể đạt tp 4 đô chứ không phải là tự dưng có dòng tiền đổ vô mạnh như vậy đâu mặc dù bởi vì là số lượng trả rất là nhiều đó nhưng mà chưa có đồng thái xả mấy đâu anh em nhé nếu mà nó xả số lượng như vậy bằng cái market cap hiện tại lưu không bên ngoài, ngoài thị trường của đồng ốp mà thì đồng ốp sẽ còn phải xả mạnh nữa cơ chứ không phải là chỉ có giảm như vậy thôi cho nên đồng ốp ở đây thì những ai chúng ta đang bắt đầu mua thì mua thể canh cắt xả cũng được bởi vì là mình cũng đã côn cho một người cắt cái đồng ốp này ra ở quanh 1.6 sáu một 1, 1 năm một 6 rồi ờ, hiện tại chúng ta cũng đang không lỗ mà cũng đang hơi lời một chút đối với đồng ốp cơ đó là cái đồng optimism còn cái đồng coi nếu mọi người đang đu rất là nhiều đó là đồng edu đó. đồng edu chúng ta tận sáu phần và chính bản thân mình hiện tại vẫn đang còn một chút lạnh đó anh chàng. Đó, cho nên là cái việc mà đồng Edu này cũng bị bán xả đó. Thì mình nghĩ rằng bây giờ Bitcoin sẽ cần phải hồi phục nhá. Ít nhất phải hồi phục trên cái vùng 30.000 đấy thì cái đồng Edu này mới có thể tăng trưởng hồi trở lại được. Và đối với cả cái sóng vừa rồi thì uh, liên quan đến cả một số địa chỉ ví xả và cũng nhiều thông tin khác ấy, thì chúng ta cũng đã nghe qua rồi đồng Edu thì mình sẽ không nhận định thêm cho mọi người nữa nói chung là mình nghĩ rằng cái vùng mọi người có thể mua lại vẫn quanh cái vùng khoảng tầm 0.9x cho đến khoảng tầm 1 1 là 1x đô la đó là cái Edu này, Thời gian tới thì cố gắng giữ cái vùng này thì sẽ có cái sóng trả cho Edu nhé. Sau Edu sẽ là một xu đúng không? Mọi người rất hay quan tâm đối với đồng coi này. Đồng xu thì dự án mình cũng thích cho lắm. Hiện tại nếu mọi người nhìn trên hôm ngày nó vẫn đang ở một cái trả, vẫn là một cái chu kỳ giảm giá thôi. Nhìn trên like anh xem chưa? Khả năng ngồi có thể là giảm tiếp tục xuống quanh vùng 0,5 x nữa cơ. Đó và chúng ta thấy rằng là khi mở listing ấy thì con này mặc dù gọi vốn rất là lớn nhưng mà listing thì khoảng tầm 700 triệu mà thôi, vốn thấp hơn cả ARB và ABT đó đó chứng tỏ là cái đội đẹp này thực sự là họ cũng không có cái động thái đẩy hàng lên để có thể chốt lời đặc biệt nữa đó là gần đây mới ngày hôm qua mọi người được trả tiếp tục đó là 30 triệu cần xui đúng không khả năng thì động thái của đẹp họ có thể là pha loãng cái cần nó ra khi mà nhận được cần đó và không muốn có một cái giá cao để mọi người có thể trả xả ở đâu mình nghĩ rằng cái đồng con này còn có thể giảm nữa nhá giảm đến khi mọi người cảm thấy chán thôi còn đối với cả đồng quyền của mình mọi người không có vốn mấy thì cứ nhận được lương á hàng tháng của xui mọi người cứ nên chốt bớt đi nhé thì nếu mà cho mọi người có tiền gọi rảnh rỗi thì mọi người thể để lại cũng được nhưng mà mình nghĩ rằng con này còn giảm tiếp tục nữa đó ok và xong đó là một số an coi thôi mình có cập nhật ngắn cho mọi người đây thì trong cái tác mới có một con jasmine nữa là một mảng web 3 đó thì chúng ta có thể tham khảo đồng kho này đây hiện tại nó cũng đang có một cái sóng tít ở trên khung ngày đó anh em giảm giảm quanh khung cái vùng hiện tại đây chúng ta có thể là canh giảm mua và có thể là sl luôn ở khu vực dưới này chứ nhé 0743 gì đó Ok và trên đây thì mình đã nhận định nhanh cho mọi người xong về Bitcoin và cũng như là một số altcoin đây là quan điểm cá nhân của mình mà thôi anh em nhé cũng dựa theo những thông tin bên ngoài thị trường và thông tin on chain đó mình biết là thông tin mình cập nhật cho mọi người trong clip này thì thực sự nó chưa nhiều để có thể là thuyết phục được về cái plan của mình nhưng mình đã update cho mọi người khá là nhiều trên nền tảng của Telegram và trên Twitter rồi đặc biệt là hiện tại thì mình hơi mệt á cho nên mình chỉ quay cho mọi người ở một đoạn ngắn như vậy thôi để cho mọi người sẽ có một cách nhìn theo cách chủ quan và có thể lấy đó là một cái nhận định và mọi người thì tìm hiểu hơn về thị trường anh em nhé và mình nhắc cho mọi người rất là nhiều rồi khi mà tham gia vào thị trường bất kỳ xuống một đồng coin nào phải cả mình khôn ấy, mọi người cũng nên tìm hiểu thêm về dự án nữa xem hiện tại sắp tới thì nó có lịch trả token như thế nào đó hoặc là mọi thứ thông tin luôn và mình có hướng dẫn hết cho mọi người check lịch trả token mới chỉnh gõ vào kênh youtube của mình thôi và gõ check lịch trả token hoặc là check về token lạm phát và mọi thứ luôn ấy, thì chúng ta có thể check được hết kể những người mới mọi người có thể làm hết luôn nhá ok và thông tin ở trong clip chỉ là tham khảo thôi không được xem được quyền đầu tư nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau